Lisa có sân khấu biểu diễn tại Victoria's Secret. Ngay từ khi công bố sự góp mặt của em út Blackpink tại show hot nhất thế giới đã thu hút sự chú ý. Đây cũng là sự kiện đánh dấu sự trở lại sau 5 năm vắng bóng khiến truyền thông rần rần. Mang đến sàn diễn hot nhất thế giới hai ca khúc mới ra mắt, Rockstar và Moonlit Floor, Lisa chơi lớn với hai sân khấu riêng biệt. Lần đầu chào sân Victoria's Secret cùng dàn thiên thần toàn siêu mẫu hàng đầu, Lisa không hề lép vế. Nữ thần tượng người Thái vừa khoe trọn dáng vóc thần thái vừa thực hiện vũ đạo cực táo bạo. Ở tiết mục Moonlit Floor, Lisa còn đeo cánh thiên thần, mang trang phục gợi cảm chiếm trọn spotlight sàn diễn. Song nhiều người chỉ ra cả hai màn trình diễn của Lisa đều bị khách mời thờ ơ không quan tâm. Mặc dù Lisa là người biểu diễn mở màn với Rockstar, ở tiết mục này Lisa vừa hát vừa nhảy lại còn thực hiện catwalk, nhưng bao phủ là biển đen im lặng, không mấy ai hưởng ứng cổ vũ. Theo ghi nhận hiện trường, khán đài bao phủ bởi màu đen, có một số ít quay lại màn trình diễn của Lisa. Phản ứng này rõ rệt hơn khi Lisa biểu diễn Moonlit Floor, khoảnh khắc em út Blackpink xuất hiện từ phía khán đài, máy quay bắt trọn phản ứng của những khách mời hàng đầu, dường như không ai chú ý đến Lisa, dù cô nàng vô cùng slay, khoe trọn đường cong đốt mắt trong bộ cánh thiên thần. Biểu cảm của khách mời tại show trước Lisa khiến cư dân mạng chú ý, khán giả bình luận: "Sao tôi thấy đồ Lisa mặc diễn còn đẹp hơn đồ mấy người mẫu mặc nữa? Lisa cứu chương trình chứ người mẫu khuất không thấy cuốn hút gì cả. Lần đầu trong lịch sử ca sĩ châu Á được hát trong show Victoria, quá tuyệt luôn." Ngay sau khi màn trình diễn Rockstar của Lisa là sự xuất hiện của thiên thần Gigi Hadid, không khí thay đổi, dàn khách mời phấn khích vỗ tay chào mừng sự trở lại của nàng siêu mẫu thế hệ mới. Phản ứng nồng nhiệt hơn hẳn khi Lisa trình diễn. Dù trong băng ghi hình ở các màn trình diễn của Lisa vẫn có tiếng hú hét cổ vũ, nhưng nhiều người chỉ ra âm thanh hoàn toàn không khớp với tình hình thực tế, rất có thể đây chỉ là hiệu ứng âm thanh. So với hai ca sĩ khác biểu diễn tại Victoria's Secret Show hôm nay là Tyla và Cher, phản ứng hoàn toàn trái ngược. Dàn khách mời hàng ghế đầu vô cùng hào hứng khi huyền thoại Cher xuất hiện, hay như với cô nàng Tyla mang catwalk trên nền nhạc Water cũng khiến khách mời hàng ghế đầu nhún nhảy đung đưa theo. Nhìn chung Victoria's Secret Show năm nay không phải là một mùa bùng nổ, phản ứng khách mời cũng không cháy như thời hoàng kim. Cũng giống các show thời trang khác, Victoria's Secret không mở cửa cho người hâm mộ tham gia. Sự kiện được tổ chức với khách mời giới hạn, do đó việc Lisa xuất hiện tại đây và bị đám đông thờ ơ khác biệt với các nghệ sĩ khác khiến dân tình phải đặt nghi vấn liệu có sự phân biệt nào với idol châu Á hay không. Victoria's Secret Fashion Show là đêm mang tính biểu tượng trong ngành thời trang và tôi rất vui mừng khi được tham gia sự trở lại của chương trình với nhiều phụ nữ tuyệt vời và quyền lực. Đây sẽ là đêm tuyệt vời, Lisa chia sẻ khi màn trình diễn của cô được công bố. Lisa có nhiều bước tiến trong ngành thời trang thời gian qua. Hồi tháng 7 cô được công bố là đại sứ của Louis Vuitton. Trước đó Lisa cũng từng là đại sứ cho Celine và Bulgari. Thần tượng sinh năm 1997 phát triển sự nghiệp solo sau khi rời YG. 3 năm sau khi phát hành EP đầu tay là Lisa, cô trở lại với địa đơn Rockstar. Cô mang ca khúc này lên sân khấu giải thưởng video âm nhạc MTV năm 2024 cùng với ca khúc tiếp theo New Woman có sự góp mặt của Rosalia. Tuần trước, Lisa đưa Moonlit Floor lên các nền tảng nhạc. Cô đã ra mắt ca khúc này lần đầu tiên tại Global Citizen ở thành phố New York vào ngày 28 tháng 9.